Thưa quý vị, sinh ra không có cha, phận đời côi cút, nhưng rồi mẹ em cũng đột ngột qua đời, bỏ lại hai chị em không người nương tựa. Đó là hoàn cảnh của em Đoàn Thị Mỹ Hương, lớp 11A2, trường Trung học phổ thông Trần Phú, và em Đoàn Thị Phương Thảo, học sinh lớp 1, trường Tiểu học Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mà chương trình Muôn Mặt Cuộc Đời, chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay chuyển đến quý vị. Từ khi sinh ra, em Đoàn Thị Mỹ Hương ở đường số 9, tổ 34, thôn Tiến Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức đã không biết cha là ai. Một thời gian sau, mẹ em cái nghĩa với một người đàn ông tại địa phương. Và năm 2013, Hương có thêm một em gái tên Đoàn Thị Phương Thảo. Cứ ngỡ mai này, hai chị em sẽ có cuộc sống sung túc đủ đầy, không còn cảnh vất vả cơ hàn như trước. Nhưng những hy vọng mong manh đó chợt tan biến khi mà em Phương Thảo, em gái của Mỹ Hương, từ khi chào đời đã mắc bệnh hiểm nghèo. Một thời gian sau, cha ruột của em Phương Thảo lâm bệnh nặng rồi ra đi mãi mãi. Nhưng tai ương một lần nữa ập xuống gia đình bé nhỏ này. Khi bé Phương Thảo chưa tròn 2 tuổi, mẹ em cũng xa cõi trần, bỏ lại hai con nhỏ thơ dại. Ông với bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 82. À, bé Mỹ Hương với bé Phương Thảo về chung sống với ông bà lâu chưa? Mẹ hằng chết thì hằng là mấy tuổi ạ? Cứ hằng, mẹ hằng chết đi là 4 năm, mà hằng anh năm đi hằng là 16, 17 tuổi chứ rồi đó. Nó phải như là chết 4 năm. Dạ, con đi là 2 năm là mẹ hằng chết. Mà chưa hằng lên được 6 tuổi. Ông với bà cũng lớn tuổi rồi mà tiền đâu để ông bà nuôi hai cháu ạ? Thế cũng nói đúng, ngày xưa tôi còn đi làm thuê được, đi phụ thợ nề rồi cái này cả nọ, cũng đi hái tiêu đồ được. Nhưng mà hôm nay nói chuyện đúng bị thì hôm sau nay bà gãy chân lại không, bữa nay quá cực kỳ, chịu không nổi. Rồi hiện nay thì hai bé Phương Thảo, bé Mỹ Hương là học lớp mấy rồi không? Mỹ Hương là bây giờ năm đi 11 rồi, Phương Thảo là lớp 1. Con đi học được như vậy là từ đây về ta tới trường Trần Phú thì như vậy là con đi bằng phương tiện gì? Rồi con đi như vậy là có gặp khó khăn gì không? Con đi bằng chuyến xe máy nhưng mà đi chung với bạn. Thì kiểu như là bạn mới đi học thêm á, là con như bạn khác. Còn bạn mới đi học chung thì con như bạn học. Đôi lúc bạn mới đi học khác thì con nghỉ học nữa. Là con đi học vậy đường xa không con? Dạ cũng xa, tội nữa. Đi về khuya là con đi đường học cưng này, tội. Là hiện nay thì con học một buổi, hai buổi? Dạ, học thì con học từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối rồi. Con học ở trường học lực của con như thế nào? Dạ thì vẫn tốt, nhưng mà năm ngoái con học sinh khá. Nghe nói là em con mới học lớp 1 á, thì con đi học vậy rồi ai đưa đón em của con đi học? Dạ thì buổi sáng mở chợ đi, còn buổi chiều thì mở cũng chợ về. Mở là vợ của cậu chở bé Phương Thảo đi hả? Dạ. Con không có còn mẹ ở bên cạnh nữa, chị em đi học thì cái cuộc sống nó gặp khó khăn gì không? Dạ thì đôi lúc đi học thì mẹ bạn cứ hỏi, tôi chú chọc tôi cả kiểu. Những cái lúc dậy thì con như thế nào con? Dạ thì buồn. Con đi học như vậy rồi tiền học phí hàng năm như vậy rồi ai đóng? Dạ có nhiều khoản thì nhà trường giảm, có nhiều khoản thì ông mẹ tôi lo liền. Tức là ông với bà hỗ trợ cho con hả? Dạ. Cứ mang thêm hai cháu như vậy có nhiều lúc cái cuộc sống như vậy có nhiều lúc mà gặp khó khăn gì không không? Dạ, còn nhiều gặp nhiều khó khăn nhưng mà có cái là phải ráng chịu chứ làm sao không biết cái chỗ nào mà kiếm. Và hứa là sẽ tiếp tục coi như là còn quan tâm để giúp đỡ cho gia đình và đặc biệt là cho hai cháu. Đặc biệt đối với cháu Hương thì địa phương cũng mong muốn rằng là khó khăn trong vấn đề học tập thì cũng báo cho địa phương chúng tôi biết và chúng tôi cũng tiếp tục để kêu gọi
tạo điều kiện giúp cho cháu coi như là tiếp bước đến trường. Sau khi mẹ mất, em Hương cùng em gái được ông bà ngoại đón về nhà cậu ở nhờ. Tuy nhiên, năm nay ông bà ngoại của hai em cũng đã ngoài 80 tuổi, không còn sức lao động. Vì vậy, cuộc sống của ông cháu gặp rất nhiều khó khăn. Năm học mới 2019 đã bắt đầu, em Đoàn Thị Phương Thảo mới bước vào lớp 1, trường tiểu học Quảng Thành. Còn Mỹ Hương hiện đang là học sinh lớp 11, trường trung học phổ thông Trần Phú. Em luôn ước mơ hoàn thành xong bậc trung học phổ thông, ra trường em sẽ đi làm nuôi em gái. Nhưng hiện nay, con đường đến trường của hai chị em Mỹ Hương và Phương Thảo gặp rất nhiều khó khăn, bởi ông bà ngoại già yếu, không thể nương tựa. Trước hoàn cảnh khó khăn của em Đoàn Thị Mỹ Hương ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hiện nay thì em là học sinh lớp 11A2 trường trung học phổ thông Trần Phú. Hoàn cảnh của em thì mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thì hôm nay thì chương trình Muôn Mặt Cuộc Đời của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã về đây cùng với các mạnh thường quân trao đến em những cái phần quà để tiếp bước em đến trường. Tham dự chương trình hôm nay thì có anh Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, chú Hùng, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, cô Ba đại diện nhóm từ thiện tự nguyện ở thành phố Bà Rịa, anh Tuấn giám đốc công ty bánh Gia Hân xã Xuân Nghị, huyện Châu Đức, đại diện của công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu. Đặc biệt tham dự chương trình hôm nay còn có thầy hiệu trưởng là Nguyễn Đức Danh, hiệu trưởng của trường trung học phổ thông Trần Phú. Mời phần quà của công ty bánh Gia Hân xã Xuân Nghị, huyện Châu Đức gửi đến em Mỹ Hương. Thông qua chương trình Muôn Mặt Cuộc Đời của đài truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu thì bên công ty bánh Gia Hân cũng có một phần quà gửi đến em. Mong em cố gắng học tập để có một cái tương lai tươi sáng hơn. Chú đại diện cho công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu thì có quà nhỏ gửi con để con ở trên đây để học tập nhé. Để cho con học thật là giỏi. Nhóm tự thiện tự nguyện Bà Rịa gửi con số tiền này để cả cuộc sống lo cho em nhé. Mời phần quà của chú Hùng đến xã Cù Bị ạ. Chú có món quà gửi tặng con, chúc con sức khỏe và học tập thật tốt nha con. Mời phần quà của anh Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Thành, huyện Châu Đức ạ. Chính quyền địa phương thì đại diện cho Ủy ban Nhân xã chú cũng có phần quà gửi cho con nha. Và có một cái cô ở trong xã cũng có gửi phần quà cho con luôn nha. Mặc hội đồng giáo dục nhà trường thì cũng có món quà gửi cho em, chúc em cố gắng học tập thật tốt. Có hoàn cảnh của em Mỹ Hương ở trường trung học phổ thông Trần Phú thì hiện nay thì em có học lực như thế nào thưa thầy? Em cũng là học sinh khá tốt của nhà trường, hiện đang học lớp 12A2, lớp chọn của nhà trường. Thay mặt hội đồng giáo dục nhà trường thì trân trọng cảm ơn đài truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cảm ơn các công ty xí nghiệp, cảm ơn các mạnh thường quân đã tạo điều kiện cho em sau này trang trải cuộc sống. Trước hoàn cảnh khó khăn của em Mỹ Hương và Phương Thảo ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức thì có các mạnh thường quân không đến thăm em được thì cũng đã gửi những cái phần quà đến cho hai chị em của em. Chú xin đại diện các mạnh thường quân gửi cái món quà đến cho con ạ. Do đó thì sau khi mà nghe được cái thông tin là đài truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về để trợ giúp cho em trong cái chương trình Muôn Mặt Cuộc Đời thì địa phương chúng tôi cũng rất là ghi nhận cái sự quan tâm của đài truyền hình tỉnh cũng như là của các mạnh thường quân trên địa bàn đã đóng góp, và cũng rất là cảm ơn cái sự quan tâm của thầy hiệu trưởng. Hỗ trợ cho hai chị em mồ côi Đoàn Thị Mỹ Hương và Đoàn Thị Phương Thảo ở tổ 34 ấp Tiến Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin trân trọng cảm ơn các cá nhân, đơn vị và doanh nghiệp đã đồng hành cùng với chương trình Muôn Mặt Cuộc Đời của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin cảm ơn công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu 3 triệu đồng, VNPT huyện Châu Đức 1 triệu đồng, nhóm từ thiện tự nguyện thành phố Bà Rịa 3.100.000 đồng, cô Hồ Thị Kim Cẩn ở phường Long Hương, thành phố Bà Rịa 2 triệu đồng, nhóm cội nguồn ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền 2.500.000 đồng, chị Thúy Lan ở xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa 1 triệu đồng, em Trần Phạm Thảo Linh ở thành phố Vũng Tàu 1 triệu đồng, gia đình ông Hồ Công Sản ở xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc 500.000 đồng, chị Tú Vi ở huyện Xuyên Mộc 500.000 đồng.
cô Chi ở trường cao đẳng sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu 500.000 đồng, nhóm từ thiện Vì Tấm Lòng thành phố Vũng Tàu 600.000 đồng, cô Hôn ở xã Phước Tỉnh huyện Long Điền 500.000 đồng, cô Bằng ở xã Nghĩa Thành huyện Châu Đức 200.000 đồng, chị Nguyễn Thị Hồng Hới ở thành phố Vũng Tàu 250.000 đồng, bé Tấn Trung, Tấn Dũng và Tấn Long ở thành phố Bà Rịa 600.000 đồng, gia đình bà Mai Thị Mười ở phường Phước Hưng thành phố Bà Rịa 500.000 đồng, bé Hạ Thảo ở thành phố Bà Rịa 300.000 đồng, em Trần Ánh Tâm lớp 9 trường Trung học cơ sở Kim Đồng thành phố Bà Rịa 200.000 đồng, chị Trang ở xã Suối Nghệ huyện Châu Đức 500.000 đồng, chị Hương Trâm ở xã Bình Giã huyện Châu Đức 300.000 đồng, chị Lê Yến ở xã Kim Long huyện Châu Đức 500.000 đồng, em Đào Đức Thịnh trường Trung học phổ thông Châu Thành thành phố Bà Rịa 200.000 đồng, chị Trần Thị Phượng ở xã Châu Pha thị xã Phú Mỹ 300.000 đồng, Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành huyện Châu Đức 500.000 đồng, thầy Danh hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Phú 1.000.000 đồng, cô Lê Diệp trường tiểu học Lê Thành Duy thành phố Bà Rịa 500.000 đồng, chị Huỳnh Xuân Mười ở thị trấn Long Hải huyện Long Điền 300.000 đồng, chị Nhi ở xã Quảng Thành huyện Châu Đức 200.000 đồng, cô Ba Năng ở phường Thắng Nghì thành phố Vũng Tàu 500.000 đồng, chú Nguyễn Mạnh Hùng ở xã Cù Bị huyện Châu Đức 400.000 đồng. Trước những chia sẻ kịp thời của chương trình Muôn Mặt Cuộc Đời, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp sẽ là cơ hội cho hai chị em Mỹ Hương và Phương Thảo tiếp tục thực hiện ước mơ đến trường. Mọi sự giúp đỡ tiếp theo cho hai chị em Đoàn Thị Mỹ Hương và Đoàn Thị Phương Thảo xin quý vị gửi về địa chỉ em Đoàn Thị Mỹ Hương lớp 11A2 trường Trung học phổ thông Trần Phú, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hoặc Phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564, đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại 0907 831 502. Chương trình Muôn Mặt Cuộc Đời được phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào lúc 16 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần, phát lại vào lúc 9 giờ 50 phút thứ năm hàng tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi.